Đây, một loại lu nữa này, tự nó đùn ra anh em nhá. Tự thân nó chùn, nó đùn ra. Tức là phải những cái lu này ấy, thì nó phải là những cây già, tự nó đùn ra. Còn cái này cũng là lu, nhưng mà tác động. Còn cái kia là lu bằng mầm, nó phải có mầm. Chính vì vậy anh em phải xác định ra cho mình và những cái ưu nhược điểm của từng chủng loại. Và sản xuất cái nội dung về cái nu này thì chắc chắn rằng mình sẽ phải dành ra một cái shot để nói về dấu hiệu nhận biết cho, thì anh em biết rồi. Nhưng về ưu nhược điểm của từng loại mình sẽ phân tích chi tiết cho anh em. Nhưng video này khá dài rồi nhỉ, và mình muốn sâu ra cho anh em biết rằng cái vườn này nó có những cái gì nữa. Mời camera men. Em sâu ở đây cho mọi người thấy đây. Đấy. Một cây hoàn thiện rồi. Đây là chưa lọc nha, chưa kịp lọc nha. Đây, cá nhân mình nói luôn rằng là cả một cái sân như thế này, anh em nếu nói mà không đúng, người ta đánh giá mình là kém đấy nha. Còn cá nhân mình này, mình không nói đúng, nếu mình nói sai mọi người cũng có thể comment vào đây. Nhưng đây, với mình đây mới là cổ nha. Cổ về cả về lối, cổ cả về mặt lịch sử, cổ cả về tuổi đời, cổ cả về dáng thế. Thì cái video sau mình sẽ nói về rõ chi tiết về các loại ưu và nhược điểm, các tiêu chí, các tiêu chí của một cây cổ, để quý vị và các bạn có một cái nhìn thấu đáo thế nào là cây cổ, thế nào là cây lối cổ, và đặc điểm nhận diện của từng cái hạng mục đó ra sao. Ok, thì tiếp theo đây là chương trình review. Thế nên là nó có khá nhiều cái. Đây, em ơi. Sâu cho mọi người. Một lát nữa em sâu về mặt tổng thể. Nhưng mà đây này, quý vị và các bạn có thể thấy không? Chùn hết này, nhăn này, thân gỗ này, ngồi bệt luôn. Đấy, già gai hết cả chi cảnh. Nhưng mà do mấy hôm nay là chưa kịp mà làm. Ở đây có một số những cái cây khá là nhiều lá ở đây, nhưng kể cả dàn phôi cũng không có một cây nào có sâu. Đấy là một cái đặc điểm. Thì anh em biết rằng cái người ở đây, người gia chủ này, người ta quý cây đến mức nào. Đây, một có lẽ là một trong những siêu phẩm ở cái tầm trung khoảng 60 phân. Đặc biệt là trong cái bộ hai thân thì mình nghĩ nó là một cái gì đấy mà đủ cái tiêu chí hoàn thiện, dị, thân lạc, cơ địa và dáng. Đấy, nó gồm khá nhiều tiêu chí ở trong cái tác phẩm này. Anh em có thể thấy này, nó to đến mức như thế này. Bình thường anh em, mình thấy một số anh em đưa lên mạng một tí chùn chùn nu nu này, nhưng mà đây gần như là nó là cả luôn anh em ạ. Đây là một cái sản phẩm mình cho là ở cái tầm size cực kỳ hiếm nha. Và các cái chi tiết nữa, Thịnh quay giúp anh ở bên trong là mọi người có thể thấy này, được cắt rất chi là kỹ, cắt chuyển. Đấy, mà các cái điểm thân này bắt đầu gai hết lên rồi. Cái giai đoạn đầu ngày xưa thì nó chưa, nhưng mà anh em có thấy thân cũng được cắt chuyển nha. Cắt chuyển thân, tay chi cắt khá là kỹ. Và ở cái thước phim sau mình sẽ phân tích cho quý vị và các bạn biết rõ hơn rằng cắt giật nó có từ bao giờ, và ưu nhược điểm của cắt giật. Cắt giật nó có hơn cái uốn hay không nha. Thì mình sẽ sản xuất cái nội dung ở cái video sau. Nhưng mà bên cạnh đây là một cây mà ngày xưa là của bố mình.
để lại cho anh Khanh chơi. Nó xuất phát điểm ra cũng chỉ từ có mấy triệu thôi nha anh em nha. Đấy, cái chủ đề vừa rồi Thịnh Thịnh sau cắt cho anh cái này này nha, tiện luôn để anh nói luôn, Xanh Nam Điền hạt xuất phát từ khi nào, và đây là một cây Xanh Nam Điền hạt chính gốc. Ngày xưa nó đã từng ở của bố mình bán với mức giá 9 triệu. Và bây giờ quý vị và các bạn cùng mình tìm hiểu thế nào là Lam Điền hạt nha. Cái Lam Điền hạt ấy, mình nói luôn nhá, nó gọi luôn nó là xanh quê. Quan điểm của mình là vậy. Chẳng qua tất cả những người buôn anh em nói là Lam Điền hạt thì nó sang mồm hơn, và nó tạo ra cái giá trị gọi là để mà kích thích nhu cầu cái người mua hơn. Tuy nhiên anh em mua đừng nghĩ rằng cái sản phẩm Nam Điền hạt nó có những cái ưu điểm như cây Xanh Nam Điền nhá, nhớ giúp mình là như vậy. Và đây là một cây Lam Điền hạt, mình gọi luôn nó là xanh quê. Thì cái ưu điểm của cái thằng, nó có phân ra làm hai loại. Một thằng là có biến thể tương đồng với Lam Điền, nhưng cây hạt nó có một đặc điểm rất dễ nhận diện. Có loại lá xấu, có loại lá đẹp, mình không bàn. Có loại thân này dáng kia không bàn đến. Đang nói đến cái trọng tâm, đấy là Lam Điền hạt. Thì anh em có thể thấy đây, cái rễ của nó khá là to. Đấy là hạt, là củ mà. Vì khai sinh ra nó cái hạt và nó sẽ phải nảy ra cái rễ đầu tiên. Thì cái đặc điểm của nó là những cái rễ khá là to, thậm chí còn to hơn cả cái thân. Mà mình sẽ lấy ở một số các cái file để chèn vào đây để anh em dễ hình dung ra. Nhưng ở đây, nó đây, Nam Điền hạt đây anh em. Còn mình gọi luôn nó là chỉ có xanh quê. Mình sẽ đẩy luôn cái Lam Điền hạt đấy vào nhóm xanh quê. Vì làm sao ạ? Cái đặc tính của nó khá là giống xanh quê. Nhiều. Rất nhiều chủng loại lá khác nhau. Mình gọi luôn. Đây, camera có thể sang bên này để mọi người nhìn thấy luôn được rõ hơn. Cái một lát nữa mình mới đánh vào cái bộ bông tản, nhưng đây Lam Điền hạt đây anh em này, cái rễ đây này, cây hạt ấy bao giờ cái rễ nó cũng rất to và thô, có củ, vì nó là từ một cái hạt rơi xuống đất và nó từ cái rễ bắt đầu nó mới lên, lẩy mầm lên và ra thành cái cây, thì cái rễ nó phải rất chi là to anh em nhá. Thậm chí là to như cái thân luôn đây này, gần bằng cái thân luôn. Với mình ấy thì anh em buôn cái này nó khá là động chạm, nhưng phải để cho người chơi người ta hiểu rõ. Mình nói về sản phẩm thì nên đưa ra cái công dụng, cái tính năng để người ta biết được và người ta đỡ mơ mộng, thì cái thị trường nó sẽ bình ổn hơn. Nếu nó có video này nó có động chạm đến anh em thì cũng thông cảm cho mình nhá. Thế thôi. Còn đây, khoan nãy nói về năm, và ở cái video sau mình sẽ nói chi tiết về ưu nhược điểm của Lam Điền hạt và Lam Điền cũng như là xanh quê. Nhưng đây, 9 triệu thôi. Được chế tác anh em xem đi. Và còn chưa nói này. À, mình vừa được bật mí rằng có khoảng 20 sản phẩm, 20 sản phẩm ở trong đây hoàn thiện để mang được đi chơi. Anh em nhìn đến bộ chi rằm nó sợ. Đây mới là thể hiện trình độ kỹ thuật, và người chủ nhân người ta chấp nhận là phơi bày ra những cái gì đấy có để cho quý vị và các bạn có thể thấy được. Cái này chắc chắn là mình sẽ phải xé ra khá là nhiều những cái địa điểm phân tích về sản phẩm. Vì vườn của mình ấy thì khá nhiều cây đang nuôi, mình không tiện lọc cũng như là cắt sửa ra đâu. Vì nó rất sót cho cái cây. Nhưng mà mình muốn đánh
Ở đây nhân tiện đang cắt thì chắc chắn là mình sẽ sản xuất tương đối nhiều nội dung về cái vườn này, cũng như các cái chi tiết ở đây để quý vị và các bạn có thể thấy được. Thịnh nhìn cái bộ này nhìn nó như là san hô không? Đấy, còn nhiều lắm nha. Mình nói luôn, thôi bây giờ là review thôi, mình chỉ nói qua thôi. Kỹ thuật thì anh em phải xem vào cái video sau. Nhưng mà tôi đang thấy có một vấn đề. Anh em nhìn cái kia, anh em nhìn cái kia, nhìn nhá. Cái này không 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 phải là dàn dựng đâu, tưới hoàn toàn lên lá luôn nhá, chứ không phải là anh em cứ bảo là tưới thân dưới lá luôn, tưới đậm luôn. Tại sao anh em cứ bảo rằng là không được tưới lên lá nó bị mất, đúng không? Cái yếu tố mà tưới lên lá ấy, thì nó sạch cái lá, cây nó mới sinh trưởng tốt, chắc chắn một điểm. Nhưng nguồn nước của bạn phải thật sự tốt, không là mất hết tem ấy. Đấy, 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 nhìn rồi. Tưới hoàn toàn lên lá nhá. Và đây kia là cái nhân vật chịu trách nhiệm chính cho cái mảng gọi là kỹ thuật chăm sóc. Ê, chạy bên này rồi, chạy bên này rồi, chạy bên này rồi. Đấy, camera còn phải đuổi theo kia kìa. Các ông có thấy không? Tưới hẳn lên lá luôn nhá. Đấy. Thế ơi, cái này là tưới ngày tưới mấy lần? Cây to hay cây nhỏ tưới chế độ riêng đúng không? Từ từ, tôi phải hỏi bạn cái. Thế những cây bé như thế này thì sáng cũng phải tưới à? Những cây này thì bé này thì 2 ngày tưới một lần thôi. 2 ngày mình tưới một lần, ông có chê không đấy? Chêu. 2 ngày tưới một lần mà mới những cây bé này, à, cái mức độ của những cây hoàn thiện thì nó khác. Chắc chắn là khác hơn đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà mình thấy nha, mình nói luôn, không phải là tưới nước không đâu, những cái chậu nhỏ như này chắc chắn phải có chất ăn đúng không? Có đấy. phân hữu cơ. Phân hữu cơ, vô cơ hay là... Rồi, cái gì thì bật bí sau, người phải cho rồi. Quý vị và khán giả xem từ từ, chứ không phải một phát là cho hết được, đúng không? Đấy, thì đây này, anh em có thể thấy là tưới hoàn toàn trên lá trên thân luôn, chứ không phải là... Mà cây vẫn đẹp nha, mà cây vẫn long lanh luôn, sạch. Thôi, nói nhiều quá, còn rất nhiều những cái nữa mà anh em mình phải review thôi. 20 tác phẩm để mang được đi chơi luôn. Kìa kìa. Ở đây còn khá nhiều nữa này. Xanh quê đây. Mình đang review nhưng mà đây lại. Thịnh không biết là Thịnh và quý vị và các bạn có thấy không nhá. Toàn bộ bên trong kia đôn gốm rồi đôn bê tông khá hợp với đá, và toàn bộ cái khu này cũng vậy. Mà những cái loại này nó ăn cần ít nắng này, cũng phải bố trí một khu riêng và sẽ thay đổi thường xuyên nhá. Còn rất nhiều nữa đây này. Nếu các bạn mà là những người đang chơi hoặc đang muốn tìm hiểu về kiến thức thì hãy đến gặp Chiến về chăm sóc, cũng như là chia sẻ những cái câu chuyện. Đây này, bể đá. Bể đá cũng là cái chủ đề mà sắp tới mình sẽ chia sẻ rằng là tại sao cây anh em cho vào bể đá nhiều nhá. Tại sao và nó giúp ích cho cái gì. Đây, vừa rồi thì kia là điền hạt đúng không? Quê đây. Quê nó cũng có hàng trăm loại quê. Thế nên là mình chỉ nói xác định luôn là cái loại nào là loại đẹp, loại nào là loại đáng chơi, có những cái ưu điểm, nhược điểm gì. Nhưng cái shot này thôi, 30 phút rồi, chỉ dành cho review thôi. Đưa đây. Bẹt dính hết rồi này. Ôm bò. Già, nhăn, review thôi nha, nhiều lắm. Mình nói với mọi người đây, tầm trung này, anh em có thể thấy đây, thân cũng bị bệnh hết rồi, lồi lõm hết rồi, tay cắt chuyển. Những cái cây này thì mới chưa lọc. Con này
trước bán đi rồi, hoàn thiện rồi, về anh em lại cắt, lại về phôi. Đến bây giờ về đây thì lại phải làm lại. Đấy là một cái mà mình thấy rằng những người chơi đang bị khá là từ từ cũng sang bên này. Đây. Đây. Người chơi người ta, mình vừa rồi gặp một ông anh bảo là mất phương hướng. Làm thế rồi mà người ta vẫn chê, lại phải cắt đây nữa. Thì anh em nhớ theo dõi cả trên live stream của mình. Cứ gõ từ khóa ở các nền tảng nhá, là sẽ thấy mình. Thường mình Facebook của mình cũng tên từ khóa đấy luôn, Chiến Dâu Bonsai luôn nhá. Nhiều lắm. Ở đây thì hết rồi. Nhưng mà đây, tôi nói rồi, 20 cây là được mang đi chơi thi đấu luôn. Còn những cái phôi mà ba thân như thế này, cũng khá là già như thế này thì cũng nhiều lắm. Đây này, cây này trước mình để cho anh Khanh tưới này. Một cái dáng rất tự nhiên. Dáng này khá là ít, giống anh em nhìn giống cây gì không? Cây quất, cây thông. Đấy, nhưng mà nó là xanh Nam Điền. Thì đây, Nam Điền này, bẹ này. Nhược điểm của Nam Điền đấy, bẹ rất chi là nhanh to, phát triển lớn. Một cái trực nữa cũng là của mình, cũng là ngày xưa cũng là của mình. Anh em có thắc mắc muốn tham quan cái dàn phôi không? Mình có sẽ bật mí là có hai cái phôi cực kỳ nguy hiểm. Đây rồi, trước mặt quý vị và các bạn đây là hai cái sản phẩm mà mình vừa muốn nói đến. Thì cái này trước đi. Anh em nhìn này, nó to chà bá luôn nha. Đây, già thì Thịnh có thể đưa cho mọi người ngắm xem. Tuổi của nó thì mênh mông khá là nhiều đấy. Để mà xác định cái tuổi cây thì khá là nhiều những cái sự tranh luận. Chẳng có ông nào dám cưa đôi cái cây ra để mà đếm số vòng cả. Thế nên là mình sẽ chỉ thông qua xác nhận cái độ già về mặt. Chắc là một lát nữa mình sẽ sản xuất cái nội dung thế nào là nhận diện một cây già nhá. Thì đây này, bên này nữa cơ. Đấy. Rồi, anh em có thể thấy đi, Thịnh quay chỉ về sản phẩm này thôi. U lần, u cục, toàn bộ bằng mầm cành nhá. To. Mà mình tin rằng sau này nó có thể sẽ là một trong những cái sản phẩm có thể từ một nguyên liệu có thể trở thành một sản phẩm mình nghĩ là sẽ có chỗ đứng. Ít nhất là trong lòng những người đam mê cái bộ môn nghệ thuật này. Đây, còn những cái gì đấy sót lại. Một cây si này chắc là chắn là sẽ nhiều anh em biết. Nhưng mà có chó nên là mình không muốn đưa lên. Đây, thì cái thế hệ trước của gọi là mình gọi là bác, là người sinh ra hai anh Khôi và Khanh, thì đã làm mua từ những cái cây xanh mà trị giá từ 7 triệu làm sau mấy chục năm lên như thế này. Mệt. Mệt. Không được chùa. Đây này, còn những cái phôi này nữa này. Khá là ok đấy. Nhưng mà thôi, chắc video này khá là dài rồi. Nếu các bạn thấy trong những cái video mà mình sản xuất vừa rồi cũng như là video này nó ok, thì thắc mắc gì để lại dưới phần bình luận, cũng như là like, share nếu cái video này nó hữu ích với bạn. Biết đâu các bạn có thể giúp ích cho những người bạn của bạn ở ngoài kia. Ok, và một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nhớ theo dõi kênh của Chiến. Cảm ơn mọi người rất nhiều.